Hoa hậu Hương Thị Mỹ Liên qua đời ở tuổi 46. Trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du đăng tải hình ảnh đến viếng lễ tang của Hương Thị Mỹ Liên, thường gọi là Mỹ Liên Hương. Nam ca sĩ trải lòng: về trong đêm thắp nén nhang tiễn biệt người bạn quê ở Tiền Giang. Lúc trước hay qua Mỹ gặp nhau vui chơi, hoặc về Việt Nam cũng hay gặp nhau. Nhiều năm không gặp, lại nghe tin cô ấy ung thư giai đoạn cuối nên khó kéo dài. Thương nhất là cô ấy ra đi khi hai con đang tuổi lớn. Sự ra đi của Hoa hậu Hương Thị Mỹ Liên khiến người thân, đồng nghiệp thương tiếc. Dưới bài đăng, siêu mẫu Đức Tiến, ca sĩ Lưu Việt Hùng, biên tập ca sĩ Bạch Lan bày tỏ sự xót xa khi nhận tin cô qua đời và gửi lời chia buồn cùng gia đình. Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết anh bàng hoàng khi nghe tin một người bạn báo tin buồn của Hương Thị Mỹ Liên nên dội về thăm viếng. Nam ca sĩ cho biết cả hai là bạn nhiều năm, từ trước khi anh vào showbiz. Sau này, Mỹ Liên sang Mỹ và có tổ chức một số chương trình ca nhạc, các cuộc thi Hoa hậu ở Thái Lan cũng có mời anh biểu diễn. Nam ca sĩ chia sẻ: Mỹ Liên lâu nay sống ở Mỹ. Khi phát hiện bệnh ung thư giai đoạn cuối thì cô ấy dắt hai con về Việt Nam để ở gần gia đình. Sau khi ly hôn thì cô ấy là mẹ đơn thân, nuôi hai con nhỏ. Đến đám tang, nhìn hai đứa con của Mỹ Liên khiến tôi xót xa và thương vô cùng. Hương Thị Mỹ Liên sinh năm 1979, từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Tài năng tại Mỹ. Cô có một trung tâm giải trí nên có mối quan hệ thân thiết với nhiều ca sĩ hải ngoại. Mỹ Liên cũng là nữ chính đóng trong MV Lời Ru Tình của ca sĩ Đan Trường. Trao đổi với chúng tôi, ông bầu Đan Trường cho biết trước đây Mỹ Liên từng tổ chức một vài chương trình cuộc thi Hoa hậu và mời Đan Trường góp mặt. Theo cáo phó, Hương Thị Mỹ Liên, pháp danh Nguyên Đài, sinh năm 1979, đã qua đời vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng dương 46 tuổi. Lễ nhập quan vào lúc 12 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Lễ động quan lúc 4 giờ 30 ngày 24 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Sau đó, linh cữu của Hoa hậu Hương Thị Mỹ Liên sẽ được di quan đến đất nhà ấp Keo, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Xin thành kính phân ưu, chia buồn cùng gia đình Hoa hậu Hương Thị Mỹ Liên.